Cha mẹ thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi, được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngẩm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Giờ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quý giới, Avatthana xin được nhận lại cho Sít MC Nhật Huỳnh nha. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Sa thú kính cảm ơn Huỳnh Vạn Thăng Á. Nam mô Bích Thà dạ, Nam mô Thầm Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Sích Đăng Đông, Sích Hoa Nguyệt, Văn Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tâm đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Lý. Nhật Quỳnh kính chào Huynh Quát Thanh Á. Kính chào Maharaja, kính chào Giác Ngộ, kính chào Vuông Bỏ, mến chào Sịch Sạn Đông, kính chào cô ấy Minh, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Trăng Thư, mến chào Quang Thanh, mến chào Sịch Hành Kiểm. Kính chào xin ngồi nghe, mến chào Sịch Hoàng Nguyệt. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở râm và cho nghe bài pháp của sư Tội Khanh. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Tha Ná cho bài học. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ Thâm Má Cha Rí trong đạo tràng. Dạ, cô có thể cầm mic ông bài được không cô? Nếu cô có thể cầm mic được thì Nhật Quỳnh kính mời cô. Dạ. Dạ, sau đó thì Nhật Quỳnh, dạ, xã thu lành thai. Dạ, sau đó một Nhật Quỳnh kính mời, mình mời Sích Trạng Đông, kính mời cô Ái Minh, mình mời Quang Thanh, mình mời Hạnh Kiểm. Dạ, xa thú lành thai. Dạ, bây giờ thì đã thấy hai bàn tay rồi. Dạ, kính mời cô Tiên Phong nghe. Dạ, Nam mô Bố Thầy, dạ, Nam mô Thầm Mà, dạ, Nam mô Sân Khai, dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, anh biết này mà có không được biết. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho biết là nghe rõ. Dạ, xin kính chào toàn vị. Cảm ơn chú Bác Thái Mãn. Sau đây con xin phép được trả bài pháp của kinh bài 68 ạ. Mê ta quy hà rì rô bình khu ba sa nô bốn tha sa sa nê. A thi gạt chê bà đăng san tăng sang ca rù ba sa su khăn. Mê ta quy hà rì rô bình khu ba nô bốn tha sa nê. A thi gạt chê bà đăng san tăng sang a ru ba su khăn. Mê ta quy hà rì rô phinh khô ba sa nô buôn tha sa sa nê. A thi gạt chê bà đăng san tăng sang a ru ba sa mang su khăn. Tỳ kheo chú từ bi tín thành giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịch các hành an tịnh lạc, đó là thủ thư của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỳ kheo ẩn náu tâm từ hỷ hoan giáo pháp an như tín thành
chứng đạt trạng thái trong lành, thấy rõ tịch tịch các hành hữu vi. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Xin mời cô giảng đồng nha. Sa thú lành thai, cô tu nữ tham a cha rí, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng võ minh hạnh, cô tu nữ tham a cha rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 368. Metta vihari yo vikhu pasanno puttasa sane athikacche padang santang sangha rupassa mang sukham. Metta vihari yo vikhu pasanno puttasa sane athikacche chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng. Metta vi ha ri yo phi khu ba san no putta sa sa ne a thi cát chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng. Tỷ kheo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Metta vihari yo bhikkhu passanno puttasa sane athikacche padang santang sangha rupassa mang sukhang. Tỳ kheo ẩn náo tâm từ, hỷ quan giáo pháp, an như tính thành, chứng đạt trạng thái trong lành, thấy rõ tịch tịnh, các hành hữu vi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thấy có bàn tay cô Cẩm Vân, kính mời cô. Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp. Con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc con bài câu pháp cú số 368. Metta viha riyo bhikkhu pasanno buddha sa sa ne a thi gap che pa đăng sang tăng sang kha ru pa sa mang su khăn. Metta viha riyo bhikkhu pasanno buddha sa sa ne a thí giáp chê phá đăng sang tăng sang kha ru phá xá măng xú khăn. Metta quý hà ri yô bích khú phá san nô bút thá xa xá nê a thí giáp chê phá đăng sang tăng sang kha ru phá xá măng xú khăn. Tỷ kheo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tỳ kheo ẩn náo tâm từ, hỷ quan giáo pháp, an như tính hành, chứng đạt trạng thái trong lành, thấy rõ tịch tịnh, các hành hữu vi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Danh đã ôn bài xong, muốn mời bàn tay kế tiếp.
Sa thứ, sa thứ lành thay quý anh chị. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Thanh Mai Chai Ri. Ái Minh kính chào quý anh chị. Dạ em thấy cái dòng hỏi của chị rồi, để ý từ từ em tra lại chứ em không có nhớ ạ. Dạ cảm ơn tất cả quý anh chị cho biết rõ âm thanh. Dạ con xin phép được trả bài câu pháp cú số 368. Cảm ơn huynh trưởng. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche badang santang sankharu basammang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche badang santang sankharu basammang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche badang santang sankharu basammang sukhang. Tỳ kheo chú từ bi, tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche badang santang sankharupa sammang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche badang santang sankharu basammang sukhang. Tỳ kheo ẩn náu tâm từ, hỷ hoan giáo pháp, an như tính thành, chứng đạt trạng thái trong lành, thấy rõ tịch tịnh các hành hữu vi. Phổ thư của Hai Thượng Giới Đức. Tự giác ghê. Dạ kính mời huynh trưởng. Dạ. Sa thu lần thầy Sĩ Thái Minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào cô tu nữ Tham Ma Cha Ri cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 368. Và cảm ơn vì người ta biết nghe rõ. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Metta vihari yo bhikkhu vasanno buddhassa sane athigacche padang santang sankharupa samang sukhang. Tỳ kheo chú từ bi, tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịnh tịch, các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tỳ kheo ẩn náu tâm từ, hỷ hoan giáo pháp an như tín thành, chứng đạt trạng thái trong lành, thấy rõ tịch tịnh các hành hữu vi. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Nam mô Phật Thầy Già, con xin được xứng mít. Ồ, Thầy Na xin được kính mời Sít Nhật Phình Thầy Dương.
Dạ, xà thú, xà thú. Kính cảm ơn Quỳnh Hoa Thanh ạ. Dạ, cảm ơn sức răng đông. Cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Quang Thanh ơi, Quang Thanh đã lên đọc bài chưa Quang Thanh? Nếu Quang Thanh chưa có đọc bài, mời bàn tay Quang Thanh nha. Dạ, nãy giờ Nhục Quỳnh không có chút máy nên Nhục Quỳnh không biết Quang Thanh đọc bài chưa. Dạ, mời Quang Thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Cô. Con kính đảnh, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 368. Metta quý hà rì rô phích khu ba sàn nô bút tha sa sa nề a thi gạch chế ba đằng san tăng san kha ru ba san ba sa năng su khăng mệt ta quy hà ri rô phích khu ba san nô bút tha sa sa nề a thi gạch chế ba đằng san tăng san kha ru ba sa năng su khăng mệt ta quy hà ri rô phích khu ba san nô bút tha sa sa nề a thi gạch chế ba đằng san tăng san kha ru ba sa năng su khăng tỳ kheo chú từ bi tín thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịnh tịch, các hành an tịnh lạc. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Metta quy hà rì rô phích khu ba sàn nô bút tha xà xa nề a thi gách chề ba đằng sàn tăng sàn kha rù ba sa năng su khăng mệt ta quy hà ri rô phích khu ba sàn nô bút tha xà xa nề a thi gạch chế ba đằng sàn tăng sàn kha ru ba sa năng su khăng tỳ kheo ẩn náu tâm từ hỷ hoan giáo pháp an như tín thành chứng đạt trạng thái trong lành thấy rõ tịnh tịch các hành hữu vi của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin xuống mic. Con xin chào mic đã, gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ xà thú, xà thú. Kính cảm ơn Văn Văn Thành. Dạ cảm ơn sự trang đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Hành Kiểm ơi, có trả bài không Hành Kiểm ơi? Có cầm mic được không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Hành Kiểm ơi? Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hành Kiểm có trả bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Alo alo, Hành Kiểm có nghe được không? Dạ trong khi chờ đợi những bàn tay, dạ con xin được ôn bài Pháp Luật Kinh số 368. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Hà Na cho bài học. Mát tà vi hà rì dô phích khu bát sàn nô bút thà sà sà nê a thi gát chê bà đăng sàn tăng sàn kha rù bà sà măng sù khăn. Mát tà vi hà rì dô phích khu bát sàn nô bút thà sà sà nê a thi gát chê bà đăng sàn tăng sàn kha rù bà sà măng sù khăn. Tỳ kheo trú từ bi tín thành giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Metta viha di yo vikhu sa ba san no buddha sa sa ne a thi gat che ba đăng san tăng san kha ru ba sa mắng su khăn.
Metta viha riyo vikku basano bhut tha sa sa ne ati gacche badang san tang san karuba tamang su khang. Tỳ kheo ẩn náu tâm từ, hỷ hoan giáo pháp mang như tinh thành, chứng đạt trạng thái trong lành, thấy rõ tịch tịnh các hành hữu vi. Dạ, cảm ơn xin thành kiểm. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Rồi con thấy đại đức Tịnh Đạt vừa vào đạo tràng lại chạy ra. Dạ, con thấy sư chạy vào rồi lời. Dạ, bây giờ thì cũng không còn bàn tay của vị nào để ôn bài, mặc dù con sớm 5 phút, nhưng con thấy sư đã vào rồi, con sẽ thỉnh pháp sư để sư giảng cho chúng con nghe sớm một chút. Dạ, năm 12 giá, sa thú rành thai Nhật Bình, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, xin rạng đông, cảm ơn cô em Minh Quá Tha Na và Hoàng Thanh đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng con đến giờ học bài mới rồi, sớm một chút. Dạ, sư có hoan hỷ không bạch sư? Sư có hoan hỷ cho chúng con thỉnh sư sớm không? Dạ, sa thú rành thai Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Vinh Quát A Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vượng lộc giá ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao phúc kinh sử 369. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, Tịnh Đạt xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Dạ, quý vị nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông, cô Nhật Quỳnh. Hôm nay thì nói chung là âm thanh cũng được chút xíu bass này. Nó hết bị chép hơn như hôm bữa rồi, nhưng mà vẫn còn rè chút, nên quý vị thông cảm cố gắng nghe. Trước khi đi vào bài học mới ngày hôm nay, xin cung thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta để tâm bảo tóm tắt.
Arahang samma sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivadeyami Sakkhato bhagavata dhammo Pranamami Suppatipanno bhagavato savakasangho Sangham namami. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học bài câu kệ ngôn Pháp Cú số 369. Câu kệ ngôn số 369 có nội dung như sau. Sinja pikui mang na vang sita te lahu mesati jetwa garanja do sanja tato nipana mehisi. Tỷ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và bản dịch văn xuôi: này Tỳ Khưu, hãy tác chiếc thuyền này, được tác chiếc thuyền sẽ đi mau. Hãy chặt đứt tham ái và sân hận, nhờ đó ngươi sẽ đi đến Niết Bàn. Bản dịch văn xuôi của Ngài Yên Đá Chanh Đá Chánh Thân. Trước tiên chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 369 này. Số 369 cũng là một con số đẹp ha. Số 3, số 6, số 9. Hy vọng con số này giúp chúng ta, bình thường chúng ta sẽ học được một cái câu ý nghĩa cũng như là một cái kinh nghiệm tu tập thông qua cái câu Pháp Cú số 369 này. Câu đầu tiên đó là Sancha Phikkhu Imang Nao Văn. Sancha Phikkhu Imang Nao Văn. Sancha bắt nguồn từ cái căn động từ Sancha, Sancha Tí, có nghĩa là hãy tác, hãy làm cạn. Từ thứ hai Phikkhu, Phikkhu ở đây được chia ở thể hô cách, cho nên gọi là tiếng xưng hô của Đức Phật gọi các vị Tỳ Khưu: này Tỳ Khưu, này Tỳ Khưu. Imang, imang, imang là đại từ này, có nghĩa là này. Na văn, na văn là danh từ nữ tánh, có nghĩa là chiếc thuyền. Chiếc thuyền. Ý măng na văn là chiếc thuyền này. Câu thứ hai. Sitta te lahum esati. Sitta te lahum esati. Sitta te lahum esati. Sitta có cùng căn với từ xin chá chúng ta vừa học ở trên đó, cộng với lại tiếp vị ngữ có khứ phân từ tác, được dịch là đã được tác, đã được làm cạn. Chữ T, T đây là chia ở sở thuộc cách số nhiều, ám chỉ cho là có nghĩa là của con. Số ít thưa quý vị, số ít T của con. La hoa la la humesati, la humesati được sanh thí ra hai từ luật sanh thí ra là la hum và esati. La hum là một cái trạng từ chỉ
một cách nhanh mau lẹ, một cách mau lẹ. Estati ở đây nó từ cái căn ý, có nghĩa là sẽ đi, chỉ được chỉ ở thể tương lai, sẽ đi. Câu thứ ba ở trong câu kệ ngôn 369 này là Chetta Raranja Dosanja. Chetta, Chetta, Chetta. Từ Chetta này có nghĩa là hãy chặt đứt, bắt nguồn từ căn động từ Chidati, Chida. Hãy chặt đứt. Raranja ở đây cũng là cái một cái luật sanh thí, Nikahita sanh thí. Từ gốc, từ nguyên đó là ga răng cộng với là chá. Ga răng đó là tham ái, chá có nghĩa là và. Khi Nikahita M có cái dấu chấm dưới đó, gặp với lại từ chá kết hợp sẽ biến đổi thành chữ nhát. Ga răng chá. Đô xanh chá, đô xanh chá cũng tương tự như vậy. Chữ đô xanh kết hợp với từ chá. Đô xanh là sân hận. Đô xanh là sân hận. Và xin nhắc lại, ở trong Pali chúng ta sẽ gặp cái trường hợp nó từ và, thì chúng ta sẽ dùng hai cái từ chá liên tiếp. Chetta Raranja Dosanja. Câu thứ tư, câu cuối cùng, Tato Nibbana Messati Meshisi. Tato Nibbana Meshisi. Tato là một cái trạng từ, do vậy hay là nhờ đó. Nibbana Meshisi. Nibbana Meshisi. Cái từ này cũng hình thành từ cái kết hợp bởi cái luật sanh thí là Nippanang và Ehisi. Ehisi. Nippanang có nghĩa là Nip Bàn. Cái từ này nó không phải là nghĩa. Nip Bàn không phải là nghĩa. Nip Bàn là cái từ phiên âm. Cái từ phiên âm. Còn cái nghĩa của từ Nip Bàn, cái từ Nippana là một cái nghĩa khác. Nó từ cái từ Nibbana, tức là rời khỏi khu rừng. Ở đây là khu rừng tham ái, là thoát ra khỏi, cắt đứt được tham ái đó. Còn cái từ Nibbana hay là Nibbana, đó là cái từ phiên âm. Chúng ta đừng có nhầm lẫn cái chỗ này. Và đôi khi chính vì cái nhầm lẫn của cái từ nghĩa và phiên âm dẫn đến một cái giải thích Nibbana theo tiếng Việt thì nó đi một cách rất là sai về cái ngữ nghĩa. Từ ehisi, ehisi cùng với căn giống như căn của cái từ estati chúng ta vừa mới gặp, nó có nghĩa là sẽ đi đến, sẽ đi đến. Như vậy là chúng ta sẽ đã học sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 369. Một lần nữa, câu kệ ngôn số 369 như sau. Xin cha piku imang na vang Sita te lahu mesati Chitoa ra rancha do sancha Tato nipana mehi si. Tỷ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận tất chứng đạt niết bàn. Hoặc là bản phụ thơ của ngài Giới Đức: rỗng không thuyền tác nước rồi, rỗng không thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ hiều, tham sân theo đám rong bèo, thuyền xuôi
biển giác, tỳ kheo xứng người. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi đến cái bài học về duyên sự tích truyện của câu kệ ngôn pháp cú số 369 này. Và cái duyên sự của câu kệ ngôn này phải nói là một cái duyên sự, không chỉ có câu kệ ngôn này không mà gồm tất cả là có 9 câu. Từ câu số 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 và 376. Thì như vậy đó là nhóm câu kệ ngôn pháp cú này có cùng một cái duyên sự. Thì chúng ta đã được tìm hiểu một lần ở bài học trước, ở câu kệ ngôn pháp cú số 368 rồi. Nhưng Tịnh Đạt thiết nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều từ cái ý nghĩa từ vựng cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú. Qua đó chúng ta hiểu được cái ẩn dụ, ẩn ý và cũng như là cái phương pháp sắp tấn tu tập. Và một cái điều may mắn hơn nữa đó là qua chính cái câu kệ ngôn này chúng ta sẽ được nghe 9 lần về cái duyên sự. Bởi vì cái bài học chúng ta sẽ gồm có những cái bước về học ngữ vựng và học về duyên sự. Và 9 lần học về cái duyên sự như vậy đó thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội để mà lắng nghe kỹ hơn, rõ hơn. Và mong rằng chúng ta sẽ nhớ được cái duyên sự này qua 9 lần. Thưa quý vị rằng cái duyên sự này được Đức Thế Tôn Ngài nói đến khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến nhiều vị tỳ khưu. Ở đây là 900 vị tỳ khưu, nhiều vị tỳ khưu. Cái nhân vật chính của cái nhóm câu kệ ngôn pháp cú này đề cập đến nhóm 900 vị tỳ khưu. Và 900 vị được chia thành 9 nhóm và mỗi một nhóm là 100 vị. Thì 9 câu kệ ngôn này tương đương với lại 9 nhóm tỳ khưu này. Và Tịnh Đạt thiết nghĩ rằng khi mà Đức Phật Ngài thuyết 9 câu kệ ngôn pháp cú này cho 9 nhóm các vị tỳ khưu đó thì không phải là một lần mà là nhiều lần. Và tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái căn tánh của từng nhóm mà Đức Phật Ngài có cách sách tấn khác nhau. Và khi tổng kết lại các ngài A Sa Lê khi mà kết tập đó thì các ngài đã kết tập thành một cái duyên sự. Bởi vì thật ra chính nhóm các vị tỳ khưu này có cùng một điểm xuất phát. Tất cả các vị này đều là trước đây đều là những cái người làm những cái nghề bất chánh, trộm cướp. Cái duyên sự nó bắt đầu từ một cái vị tỳ khưu tên là Sona, tên đầy đủ đó là Sona Kutikana. Cái vị tỳ khưu Sona này là một cái vị thiện nam mến đạo và hữu duyên với ngài Mahakacchayana. Nói về cái ngài trưởng lão Mahakacchayana, thưa quý vị, đó là một cái quý vị đại đệ tử có cái khả năng thuyết giáo giáo pháp rất là tài tình và được nhiều lần Đức Phật Ngài khen thưởng tán thán. Cái ngài Mahakacchayana này được xem là một cái vị chú giải sư thời Đức Phật cũng hiện tiền. Bởi vì khi mà Đức Phật có nhiều cái bài kinh đó, Đức Phật chỉ nói là tóm tắt thôi.
Thì những cái vị đại tệ tử như ngài Sariputta, ngài Mahakassapa, ngài đặc biệt là ngài Mahakacchayana, ngài có một cái cách để mà giảng giải rộng cái ý nghĩa đó ra, thì đó được xem như là một cái vị chú giải bởi một cái duyên sự tóm tắt của Đức Phật. Và liên quan đến ngài Mahakacchayana thì tịnh đạn xin có thêm một cái thông tin cho các quý vị. Ở đây chúng ta có từng đi hành hương tham quan tại xứ đạo của Thái Lan, chúng ta sẽ thấy một cái bức tượng mà tịnh đạt lần đầu tiên thấy đó, cũng bỡ ngỡ, cũng phân vân là cái bức tượng của ai. Bởi vì khi mà lên cái khu thờ trên tượng Phật chính điện đó, thì thấy một cái bức tượng hình dáng cũng giống như là cái hình dáng tượng Phật Di Lặc ở Việt Nam của mình đó. Họ tạc một cái bức tượng đó là bề ngoài thì không có như là các cái tượng Phật hay là như là các cái vị thánh tăng. Bụng thì to, và nói chung là chúng ta nhìn nó, chúng ta sẽ không phát hiện đó là một cái tượng Phật hay là một cái tượng thánh tăng. Và khi mà tịnh đạt thắc mắc á, thì được trả lời rằng đó là tượng của ngài Mahakacchayana. Sở dĩ mà có được cái bức tượng nghệ nhân Hạ Tạc đó, thì theo trong lời giải thích đó, thì ngài Mahakacchayana là một người có một cái hảo tướng rất là đẹp, mà nhiều khi dân chúng người ta không phân biệt đó là Đức Phật hay là ngài Mahakacchayana. Ngài có một cái hảo tướng rất là đẹp, cao, sáng, da sáng. Và nhiều khi á, cái hình ảnh đẹp đó là đã mang lại những cái thiện tâm cho những người kính lễ ngài. Nhưng mà có những cái người đó, người ta đam mê sắc đẹp đó, thì người ta nhìn ngài lại người ta khởi lên những cái tư tưởng không có tốt. Và chính vì về cái tư tưởng đó thì ngài phát nguyện cái cơ thể, cái hình tướng của ngài nó không còn như đẹp đẽ như bây giờ nữa. Ngài trở thành một cái người không còn cái hảo tướng nữa. Thì chính vì cái chỗ đó mà ở bên Thái Lan xứ đạo đó, thì người ta tạc một cái tượng như vậy. Thì đó là thêm một cái thông tin, khi mà chúng ta có dịp hành hương ở Thái Lan thì chúng ta sẽ gặp cái bức tượng đó, và chúng ta sẽ không có bị bỡ ngỡ như là tịnh đàn. Và trở lại cái bài học này đó, thì ngài Sô Ná lúc đó còn là một thiện nam cư sĩ đến thường học đạo với ngài Mahakacchayana. Và khi mà mến đạo rồi thì phát nguyện xuất gia. Đôi ba lần thì ngài Mahakacchayana cũng cảnh báo về cái xuất gia không phải là dễ. Cái hạnh xuất gia nó rất là cao cả. Và chính vì cái cao cả, nó cần phải có một cái công phu về an tịnh, nghiêm chỉnh về thân, khẩu và ý. Và đó ba lần thử thách thì ngài Sô Ná vẫn tiếp tục với cái ước nguyện của mình là được xuất gia. Và vì ở cái xứ biên địa, ngay cái lúc đó, thời điểm lúc đó, thì ngài Sô Ná chỉ được xuất gia với phẩm hạnh của một vị sa di. Sau 3 năm thì đó mới có một cái cơ hội, đó là được xuất gia tỳ kheo. Thì sẵn cái chỗ này đó, tịnh đàn xin mở rộng thêm cho trong diễn đàn mình được biết thêm, đó là một cái vị xuất gia tỳ kheo đó, sa di thì dễ, sa di thì chỉ cần một cái vị thầy tế độ có đủ khả năng hạ lạp, có đủ cái khả năng về kiến thức Phật pháp, về pháp hành, có thể hướng dẫn. Nhưng mà phẩm hạnh của một vị tỳ khưu thì không phải đơn giản như vậy, cần họ đủ những cái yếu tố khác nhau. Và trong lục tạng thì có đề cập đến đó là 4 yếu tố hoặc là 5 tùy chỗ liệt kê. Thì 4 hoặc 5 yếu tố đó là gì, để cho quý vị chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quát, trở thành một cái vị tỳ khưu không
không phải đơn thuần là đi vào chùa đắp chiếc y lên mình. Ở đây là dựa theo luật, dựa theo luật để mà nói về thẩm hạnh của một vị tỳ khưu. Thứ nhất đó là về vattu sampatti. Vattu sampatti đây đó nó là cái người muốn thọ tỳ khưu hay là cái giới tử đó. Thì cái vị này phải có đầy đủ những cái cái điều kiện. Thứ nhất là như là về tuổi tác là phải 20 tuổi, 21 tuổi. Rồi về bệnh tật, về cơ thể phải khỏe mạnh, là nam giới 100%, không có bị hoài nghi, rồi không có bị bệnh, vân vân. Đó là cái điểm thứ hai, đó là chư tăng chứng minh, vị hòa thượng, các vị thầy và chư tăng chứng minh. Cái thì chư tăng chứng minh ở trong luật cho phép đó là tối thiểu là 5 vị, và được con số nhiều hơn càng tốt. Bởi vì con số 5 vị đó là ở những cái xứ biên địa. Và cái trong chú giải câu nhóm cầu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta sẽ thấy một điều, đó là khi mà ngài Số Ná về gặp Đức Phật đó, thì ngài cũng trình lên Đức Phật 5 điều xin Đức Phật ngài đồng ý. Trong 5 điều đó có một cái điều, đó là xin Đức Phật cho phép một cái vị tỳ khưu, một cái vị giới tử được trở thành một cái vị tỳ khưu với hội chúng chứng minh, tăng già hội chúng chứng minh là 5 vị, và Đức Phật ngài đã chấp nhận. Cái điều thứ ba, trong cái điều thứ hai này đó, nó còn rất là nhiều vấn đề ở trong đó, là có phải là chư tăng, có phải là chư tăng chứng minh có phải là một cái vị tăng thật hay không, hay là một cái vị tăng giả mạo, hay là một vị tăng thật mà bị đứt cái phẩm hạnh của một vị tỳ kheo phạm parajika. Trong đó có nhiều cái vấn đề, nhưng tạm thời đó là về hội chúng là tối thiểu là 5 vị ở những xứ biên địa ít tăng chúng. Cái điều thứ ba đó là về Sima. Sima tức là cái nơi để mà chư tăng hòa hợp. Trong cái điều thứ ba này là Sima. Ở trong chú giải trong tăng luật thì có đề cập đến 11 loại Sima lần. Ở dưới đây chúng ta không có đi chi tiết. Sima chúng ta chỉ hiểu đó là chúng ta đi đến chùa, chúng ta thường ở Việt Nam chúng ta sẽ chư tăng sẽ kết giới Sima ở tại cái chánh điện. Và chúng ta sẽ đi vòng 4 góc hoặc là 6 góc của chánh điện, chúng ta sẽ gặp những cái bảng, những cái tảng đá hoặc là những cái biểu tượng được ghi chữ Sima. Đó là cái ranh giới để làm cái hàng rào đánh dấu, đó là cái vùng, cái khu để mà chư tăng làm những cái tăng sự và tạo nên cái sự hòa hợp cho tăng chúng. Cái điều thứ tư này có một số nơi thì phân ra làm hai, đó là nhát tí và anusavana. Nhát tí và anusavana thì đó là tứ tắc bạch tiên ngôn. Tứ tắc bạch tiên ngôn này đó là một lần đầu tiên trình với chư tăng, và ba lần sau là lặp lại để mà củng cố, cũng như là đọc cẩn thận để chư tăng được rõ, được nghe cẩn thận hơn. Thì đó là 4 hoặc là 5 cái điều để mà hội đủ các cái điều kiện để làm tiến hành làm tăng sự Kamawacha để chứng minh cho một cái vị giới tử trở thành một cái vị tỳ kheo. Trong 4 điều này á, thì thật sự đó, hiện nay đó chúng ta sẽ thấy đó, điều quan trọng ngang nhau. Bởi vì hư hoặc là không thành tựu một trong 4 điều này đó, hoặc là một trong 5 đó, thì cái vị giới tử đó xuất gia trở thành một vị tỳ kheo đó, nó không có thành tựu. Cho nên trở thành một vị tỳ kheo cần có hội đủ 4 hoặc là 5 cái điều này.
Và ngay cái hiện tại bây giờ đó thì chúng ta xét đó, về cái hội chúng tăng già thì chúng ta sẽ không bị thiếu, mặc dù là ở những xứ bên địa thì cũng có cái phương tiện, cũng có cách để mà thỉnh chư tăng. Về Sima thì có thể thành tựu một cách nếu chúng ta phát tâm. Và cái điều mà tụng về Kammawacha đó thì các vị cũng có thể hiểu biết về Pali, về luật. Rồi các cách tụng thì có thể thành tựu một cách dễ dàng. Nhưng mà cái điều mà đáng muốn nói ở đây đó là cái người có cái tâm lý xuất gia đó, cái điều kiện đầu tiên là quá thú sampatti, cái người giới tử đó, thì hiện nay chúng ta đang phải nói là thiếu một cách trầm trọng. Không phải ở Việt Nam mình không, mà kể cả những nước quốc giáo. Quý vị biết thời bây giờ vật chất đang là cái nhu cầu, đang là được cái thịnh hành, được ưa chuộng đó, cũng đánh giá, ai cũng quan tâm về cái vật chất nhiều đó. Thì ngay cả ở xứ đạo Miến Điện đó, quý vị đi hành hương cách đây khoảng 10 đến 15 năm về trước đó, thì chúng ta sẽ thấy là tâm tu của các vị sư nhỏ, sư trẻ nó rất là mạnh. Nhưng hiện tại bây giờ thì ở những vùng quê, khi mà vật chất mở cửa rồi đó, kinh tế phát triển thì tìm người tu lại khó. Nó huống hồ chi là ở xứ đạo ở Việt Nam mình thì cái đạo Theravada nó còn là rất là khá trẻ. Mà hiện tại bây giờ đi tìm cái người trẻ mà vào chùa chịu học đạo nghe pháp đã khó rồi, mà tìm cái người có cái tâm xuất gia nữa, vấn thân vào đạo nữa, thì quả thật là rất là khó. Trong bốn cái điều kiện này hoặc là năm điều kiện này thì Tịnh Đạt nghĩ rằng một cái điều rất là đáng cảnh báo về cái người chịu vấn thân vào đạo, muốn thực hành giáo pháp một cách tinh tấn rốt ráo. Một cái điều thật sự ra là rất là cần các cái sự quan tâm của các ngài trưởng lão, cũng như là các cái sự ủng hộ của các chư phí Phật tử, để đào tạo cho những cái lớp về sau. Chư Tăng bây giờ rất là thiếu, chùa chiền thì khang trang, xây cất tương đối là rất là nhiều. Nhưng mà một cái ngôi chùa có nhiều tăng chúng, có được cái sinh hoạt Phật Pháp, có được cái lớp học cho chư Tăng trẻ, cho chư Phật tử địa phương, phải nói là rất là ít. Và cái điều này phải nói là một cái điều rất đáng là để quan tâm. Và cái sự quan tâm này cần có các ngài trưởng lão, và bên cạnh đó là cái sự ủng hộ của các vị. Bởi vì chư Tăng không thì không thể nào mà có thể thành tựu được những cái ước nguyện này. Phải nhờ các vị Phật tử, những cái vị mà có cái tâm mộ đạo, hộ độ Phật Pháp, chúng ta ủng hộ, thì lúc đó những cái việc mà đáng quan tâm mới được cái thành tựu. Thì đó là Tịnh Đạt xin mở rộng thêm về cái vấn đề khi nói đến ngài Su Ná xuất gia với ngài Maha Kachaya Ná mà phải đợi đến 3 năm. Quý vị biết trong thời Đức Phật thì số lượng chư tăng phải đếm là hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. Nhưng mà ở xứ biên địa của cái nơi mà ngài Maha Kachaya Ná đang hoằng pháp đó, thì muốn tu tỳ kheo ngài Su Ná phải đợi đến 3 năm mới có đủ cái số lượng tăng chúng. Phải nói là một cái điều tăng chúng, hội chúng tăng già, một cái điều rất là cần thiết, và rất là cần thiết ở trong cái thời điểm bây giờ. Và trở lại cái duyên sự kế tiếp đó là sau khi thọ thành tựu cái phẩm hạnh của vị tỳ kheo thì ngài Su Ná có một cái ước nguyện, đó là được đến đảnh lễ, trở về thành Savatthi để đảnh lễ Đức Bổn Sư. Và ngài Maha Kachaya Ná đã chấp nhận.
Khi mà về đến người gặp Đức Đức Phật thì ngài Sô Ná rất là được tội nguyện. Và trong chú giải nói rằng khi ngài Sô Ná đọc tụng những cái bài kinh cho Đức Phật nghe, khi mà Đức Phật yêu cầu đó, ở đây gọi là đọc thuộc lòng 16 bài kinh trong phẩm thứ 8. Tịnh Đại cũng chưa có kịp tra cứu cái chỗ này, nhưng mà thiết nghĩ 16 bài kinh này liên quan đến cái phần quán tưởng. Chúng ta có 16 bài kinh quán tưởng về y phục, về vật dụng đó, về y phục, về thức ăn, về chỗ ở và thuốc men đó. Và được được phân ra về về cái cách để mà quán tưởng, cho nên bốn cách để quán tưởng và quán tưởng trên bốn món vật dụng, cho nên ra 16 bài. Ở đây thì Tịnh Đạt sẽ kiểm chứng lại cái kiểm tra lại cái bài về con số 16 này, nhưng mà đó là cái suy nghĩ. Và khi Đức Phật ngài ngài thốt lên cái lời sa thú khi nghe ngài Sô Ná đọc 16 cái bài kinh này, khi đó thì chư thiên hoan hỷ, chúng sanh đều hoan hỷ khi mà Đức Phật ngài, chính Đức Phật ngài đã tán thán, ngài tán thán ngài Sô Ná và tán thán cái pháp bảo được được cung kính, được nhắc đến, được đem ra hành trì. Và cái lời tán thán của Đức Phật đó, làm cho chư thiên cũng hoan hỷ, và chư thiên tại quê nhà của ngài đó cũng hoan hỷ. Và cái điều này chúng ta cũng thấy làm lạ, nhưng mà thời Đức Phật đó là cái thời về tâm linh. Thời chúng ta là thời về vật chất thì chúng ta khó lòng nào chúng ta hiểu được những cái hiện tượng lạ như vậy. Thì chư thiên tại cái vùng quê nhà của ngài Sô Ná đó cũng cũng rất là hoan hỷ khi nghe được cái âm thanh hoan hỷ của tất cả chư thiên. Và cái người mẹ của ngài Sô Ná đó, đó cũng cũng thấy làm lạ của cái vị chư thiên ở tại quê nhà đó, thì mới hỏi thăm, tức là có cái sự giao tiếp giữa chư thiên và cái người phàm. Ở đây là mẹ của ngài Sô Ná. Và khi được biết được cái nguyên nhân đó, ngài mẹ ngài Sô Ná cũng rất là hoan hỷ. Bà là một cái người giàu có, và khi mà ngài Sô Ná xuất gia thì bà cũng chưa biết gì, nhưng mà khi nghe được Đức Phật ngài tán thán con trai của mình như vậy đó, bà rất là vui mừng. Và bà có ước nguyện đó là thỉnh ngài Sô Ná về để mà thuyết pháp cho bà nghe. Thì khi ngài Sô Ná về quê đó thuyết pháp cho mẹ của mình đó, thì thời điểm lúc đó có 900 tên trộm cướp đã rất là khó khăn, rất là chịu khó để mà canh chừng khi mà bà vắng nhà, tận dụng cái thời điểm lúc đó để mà đào tường khoét trách để mà vào nhà trộm cướp cái tài sản. Khi mà người hầu đó báo cáo cho bà nghe thì bà nói rằng hãy để yên đó, hãy để yên đó, ta đang nghe pháp. Những tên đó, những tên cướp đó muốn làm gì thì làm. Và qua vài lần thông báo như vậy, cái người hầu thì tiếc của, cho nên rất là nóng ruột khi mà chứng kiến cái cảnh những cái tên trộm cướp này nó manh động như vậy. Và qua nhiều lần báo cáo thì nàng hầu cũng rất là dũng cảm đối mặt với lại nhóm trộm cướp này, và nói thẳng đó là các ngươi mà bà chủ nhà đó, bà chủ nhân của ta đó, nói rằng các ngươi muốn làm gì thì làm, còn bà thì bà vẫn không có bị phân tán bởi cái đang nghe pháp của ngài Sô Ná là con trai của bà. Thì 900 tên cướp này lại có một cái suy nghĩ, đó là ta thì lo trộm cướp, bà tuy là bị mất của nhưng mà bị vẫn không rời bỏ cái buổi thuyết pháp, thì có một cái vấn đề gì lạ lùng đến thế. Phải nói là 900 tên cướp này có một cái túc duyên với Phật pháp rất là lớn.
Chúng ta không lạ vì không lạ gì ở trong Phật pháp đó, nhất là trong thời Đức Phật Ngài tế độ những cái hạng chúng sanh khác nhau, ngay cả những cái tên cướp trộm đuôi cướp, ngay cả một cái vị tướng cướp sát nhân khát máu như là Ngài Angulimala. Thì phải nói rằng 900 tên cướp này có duyên ở quá khứ rất là lớn, cho nên mới có một cái suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ rằng khi bị mất của mà không lo lắng, không có hốt hoảng mà vẫn bình thản để nghe pháp, thì cái chuyện gì xảy ra đây? 900 tên cướp này mới bỏ cái việc cướp bóc của mình, đi đến xem cái bà này là bà có cái hành động như thế nào, và cái thời pháp này nó quý, nó đáng nghe như thế nào, mà kể cả mất của tất cả tài sản mà cũng không quan tâm. Thì khi đi đến đó, 900 tên cướp này nghe cái thời pháp và đã sám hối, sám hối với bà mẹ của Xô Ná, đó là vì cái ngu si thiểu trí, vì cái tham mê tham đắm, cho nên mới đi làm cái việc mà cướp của. Bây giờ hiểu ra rồi thì xin bà hãy bỏ qua cho. Và sau đó 900 tên cướp này xin được xuất gia với Ngài Xô Ná. Quý vị chúng đọc á, chúng ta khó hình dung ra được, nhưng mà chúng ta thử mường tượng một cái số lượng 900 người và một số lượng 900 người với một cái mảnh đất khoảng một mẫu, thì 900 người phải nói là đứng nghẹt một mẫu đất. Có số lượng 900 người cùng có một cái suy nghĩ, một cái hành động từ trước tới giờ là cướp. Nhưng khi nghe thầy pháp, tất cả 900 người đều chuyển hướng, chuyển tâm muốn được xuất gia. Chúng ta mường tượng cái cảnh này thì phải nói là một cái cảnh tượng khủng khiếp. Phải nói là cái túc duyên với Phật pháp của 900 người này rất là dày, rất là lớn. Và cái điều này Tịnh Đà cũng có nhắc đo ba lần, đó là cái mà chúng ta đến với Phật pháp, cái việc mà tạo phước vật, phước đức, phước trí, nhất là phước vật mà chúng ta hay làm đó, thì những cái phước loại đó chúng ta phải nguyện. Nguyện là nguyện cái gì? Không phải là nguyện được hưởng cái quả đó, mà là nguyện để mà có duyên gặp Phật pháp. Chính cái lời nguyện này đó, nó sẽ hướng dẫn, nó sẽ dẫn đường, đưa đối dẫn đường. Rủi ro ở trong những cái kiếp luân hồi đó, chúng ta tạo những cái ác nghiệp, chúng ta tạo ra những cái hành động xấu, những cái lời nói xấu, những cái ý nghĩ xấu, và chính những cái ác nghiệp này nó dẫn cho chúng ta đi vào những cái con đường xấu. Khi mà tái sanh làm người, chúng ta cũng làm những cái hành động xấu. Nhưng chính với cái lời nguyện luôn luôn kiếp nào cũng sanh ra gặp được Phật pháp và học hành theo Phật pháp, thì chính cái lời nguyện này nó sẽ là cái túc duyên để mà thay đổi cái chi kiến. Chứ 900 người tên cướp này mà không có cái túc duyên, không có cái nguyện ở trong cái kiếp quá khứ, những cái lúc mà làm những cái thiện sự, thì đối với vị nghĩ rằng 900 người này có thể thay đổi như vậy trước một cái hiện tượng lạ như vậy đó? Thì thời nay đó, chúng ta có thể mường tượng, chúng ta có thể hiểu như vậy nè. Chúng ta sẽ thấy là một cái công ty, xí nghiệp có hàng ngàn nhân viên, hay là những cái công ty có hàng trăm nhân viên. Cái người chủ đó là một người hiểu đạo, mộ đạo, thì cái người chủ này luôn luôn tìm cách để mà nâng cao tay nghề cho cái nhân viên mình, và bên cạnh đó cũng tìm cách để mà nâng cao cái ý thức đạo đức, bằng cách đó là hướng dẫn đi chùa, nghe pháp, xem kinh,
kính tăng lễ Phật. Phải nói là một cái người chủ hiểu Phật Pháp, nó mang lại lợi ích rất là nhiều. Và chính vì cái người chủ này đó, ở dưới mình đó là hàng trăm nhân viên hoặc là hàng ngàn nhân viên, thì quý vị có thể hiểu rằng cả cái hội chúng đó là Phật tử. Mặc dù trên danh nghĩa hay là trong thực tế đó, thì những cái người nhân viên đó có người được hiểu Phật Pháp, có người thì vì chủ bảo mình làm, hoặc là có nhiều người chủ đó. Chúng theo sư được biết thì cũng có nhóm Phật tử là chủ của nhiều nhân viên, và người chủ này đã tạo một cái thiện nghiệp, đó là cho nghỉ một ngày làm công nhưng trả lương để đi chùa nghe Pháp. Thì với một cái hành động như vậy đó, sẽ hướng dẫn cho cả một cái hội chúng đó, cả một hội chúng đó được tạo một cái thiện sự, và được biết rằng cả cái hội chúng đó là một cái nhóm Phật tử hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn nhân viên. Thì 900 tên cướp này, Tịnh Đạt nghĩ chúng ta có thể nghĩ đó là cái người lãnh đạo đó, cái người dẫn đầu đó là cái người Phật tử, là cái người có túc duyên rất là lớn. Và chính cái người dẫn đầu này đó, khi mà gặp cái hiện tượng lạ như vậy, có một cái suy nghĩ tích cực, thì sẽ hướng dẫn cho những cái người đàn em của mình. Mà chúng ta nhớ lại ở trong sử đó, cái trường hợp của Ngài Kassapa thờ lửa đó, là cũng trường hợp tương tự như vậy. Đức Phật Ngài tế độ Ngài Kassapa người Anh đó, thì đó là cái nhân, cái duyên để mà tế độ cho cả ngàn cái người đạo sĩ thờ lửa dưới tay mình. Thì chúng ta có thể mường tượng như vậy. Và 900 tên cướp này sau khi được Ngài Sô Ná chấp nhận xuất gia cho đi tu, và nó là một cái hội chúng đông đảo. Và một cái hội chúng đông đảo thì cần phải có cái sự dàn xếp, sắp xếp. Và 900 người này chia thành 9 nhóm, một nhóm 100 người. Sau khi học các cái thiền, phương pháp tu tập, thiền án, đã chia ra 9 nơi ở trong cái khu rừng đó để mà thực hành. Và một cái ngày nọ thì Đức Phật ngày quan sát rằng 900 người này hay là 9 nhóm này đó có một cái phước, có một cái hành đầy đủ về Ba La Mật, có khả năng lãnh ngộ được cái giáo pháp. Và Đức Phật Ngài đã đi đến và đã thuyết lên những cái câu kệ ngôn mà chúng ta đã học và sẽ được học. Và chính câu kệ ngôn này ứng dụng cho 9 nhóm, tất cả là 900 người, 900 vị tỳ kheo. Ở trong phần kết của chú giải được nói là trong 9 câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài thuyết đó, khi dứt một câu kệ ngôn thì có 100 vị tỳ kheo chứng đạt A-la-hán quả. Thì sau khi thuyết giảng 9 câu kệ ngôn này thì cả 9 nhóm, tức là 900 vị tỳ kheo này đã trở thành một vị, tất cả đã trở thành bậc vô lậu, A-la-hán, chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Và quý vị thấy đó là cái ý nghĩa của 9 câu kệ ngôn này đều có một cái ý nghĩa để mà sắp tấn, để mà sắp tấn. Và tùy theo cái nhóm mà Đức Phật Ngài có cái cách sắp tấn khác nhau. Và trong cái câu ngày hôm nay chúng ta học đó là 369 đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng: tỷ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Ở đây có một cái chỗ khó hiểu ẩn ý, đó là tác thuyền, tác nước của trong thuyền đó. Khi mà cái hình ảnh chiếc thuyền bị đắm nước đó, không thể nào trôi đi được, hoặc có thể bởi cái nước làm nhấn chìm cái thuyền nó xuống. Thì cái nước ở trong thuyền đó được chú giải thích đó là cái tà tư duy. Cái tà tư duy. Và cái thuyền đó là chiếc thuyền đó là cái thân xác này. Khi mà cái tà tư duy mà nó nhiều quá đó, thì nó làm cho bản thân mình bị đắm chìm ở trong cái sông hay là biển luân hồi. Khi mà tác ra được hết á,
thì cái chiếc thuyền này nó được nhẹ. Và chiếc thuyền nhẹ thì được đi mau. Ở đây mở rộng thêm về cái vấn đề đó là tát nước trong thuyền đó. Ở trong bài kinh Song Tầm, Phật Ngài đã dạy có ba cái tà tư duy. Ở trong Pali dùng từ cái từ là Mitya Vitakka. Mitya Vitakka, tà tư duy. Nói đến đó là cái gì đợi cho chút xíu. Dạ, nó đó nó là dục tư duy, sân tư duy quả, sân tư duy và hại tư duy. Trong bài kinh Song Tầm này, Đức Phật Ngài đã kể lại cho các vị tỳ kheo về cái việc mà khi ngài phân biệt khởi lên những cái dòng suy nghĩ về cái gọi là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy và ly dục tư duy, không sân tư duy và vô hại tư duy. Khi mà Đức Phật Ngài kể cho các vị tỳ kheo nghe đó, thì khi mà Đức Phật Ngài tìm cách để mà chế ngự dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, thì cả ba cái tà tư duy này nó biến mất. Và cố gắng để mà đạt đến những cái trạng thái của cái ly dục tư duy, không hận tư duy và vô hại tư duy. Và chính vì cái thực tập của cái việc mà ngăn chặn canh giữ, cũng giống như là cái người một đồng chăn bò đó, khi mà lúa nó trổ, nó chín rồi đó, thì cái người một đồng mà đã giữ bò đó là cần phải rất là cố gắng để mà lùa bò, phải cầm cái roi điều khiển con bò bên trái, bên phải, để cho con bò nó đi đúng vào cái lề, vào cái đường đi, không dẫm lên các cái thửa ruộng. Bởi vì khi dẫm lên thì sẽ bị la, bị đôi khi bị phạt. Bởi vì cũng vì vậy mà khi mà chúng ta có những cái suy tư, những cái suy nghĩ mà nó liên quan đến dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, thì nó sẽ xâm chiếm ngự cái cơ thể này, chiếm ngự cái tinh thần này, và nó làm cho chúng ta phải bị chìm đắm, bị nhấn chìm ở trong cái biển luân hồi. Và chính nhờ thực hành cái điều này mà Đức Phật Ngài đã đạt đến những cái trạng thái thiền. Ở trong kinh 1, kinh 2, kinh 3, Ngài đã chứng đạt được cái vô thường giải thoát. Cái câu kệ ngôn Pháp Cú 369 này, thưa quý vị, rằng chúng ta sẽ còn nhiều dịp, ít nhất cũng còn là 7 dịp để mà nghe lại cái duyên sự. Và trong cái 7 lần đó thì chúng ta sẽ học hỏi thêm. Ở đây một cái ý chính của cái duyên sự, cũng như là cái ý chính của cái việc mà giải thích ý nghĩa của câu kệ ngôn này, Tịnh Đạt muốn nhắn gửi đó là chúng ta hãy tạo cho mình những cái hạnh nguyện để làm cái hành trang ở những cái thời điểm tương lai trong kiếp sống này hoặc là những cái kiếp sống kế tiếp. Bởi vì cuộc sống này là bất định, chúng ta không biết là bây giờ chúng ta còn hiểu đạo, mến đạo, còn kính lại Phật, kính Tăng, nhưng mà một hai năm nữa chúng ta gặp cái sự cố, hay là có một cái sự học hiểu gì đó, chúng ta lại có một cái quan điểm khác. Và ở trong cái kiếp sống tương lai đó, chúng ta cũng không biết là chúng ta sanh về đâu, tái sanh về cái cảnh giới nào. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể làm được là chúng ta hãy tập trung những cái tư tưởng khi mà làm các cái công đức. Chúng ta nguyện rằng, bởi vì cái giáo pháp này là cái giáo pháp mà nói về cái sự thật bằng cách là thực hành, kinh nghiệm thực tế, không phải là lý thuyết suông. Và có một cái phương pháp hành trì rõ ràng.
Và những ai có cái niềm tin và thực hành đó, đều mang lại cái kết quả. Chúng ta có cái niềm tin mãnh liệt như vậy, chúng ta hãy nguyện ở trong tương lai, kiếp sống này hay là những kiếp sống tới, dù cho gặp những cái biến trở, sự cố khó khăn, thì cũng có cái nhân duyên để mà gặp lại chánh pháp. Một cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta có thể giàu, chúng ta có thể nghèo, chúng ta có thể là chư thiên, chúng ta có thể là chúng sanh ở những cái cõi khổ. Nhưng cái ước nguyện hằng dẫn người đi, khi mà chúng ta có cái ước nguyện mãnh liệt như vậy đó, thì nhân duyên sẽ đưa lối dẫn đường. Cũng giống như là 900 cái người tên cướp này đã có một cái túc duyên rất là lớn ở trong quá khứ. Cho nên nếu mà không có cái túc duyên thì phải nói là đã tạo một cái nghiệp ác cộng thêm nghiệp ác, và mãi mãi là sẽ không có cái cơ hội để mà sám hối hay là lãnh ngộ được cái giáo pháp. Một cái điều rất là quan trọng. Thì Tịnh Đạt cũng xin kết thúc cái bài chia sẻ qua câu cởi ngôn pháp cú 369 này tại đây. Kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị có được nhiều cái an lành ở trong giáo pháp của chư Phật. Và nói thêm quý vị thì mỗi cái giờ tham gia diễn đàn đó, tại cái chỗ Tịnh Đạt đang ở là chùa Tứ Phương Tăng Bình Phước, thì có những cái quý cô ở chùa đó cũng canh cái thời gian 7 giờ đến 8 giờ các quý cô lên chỗ phòng khách để mà nghe pháp. Thì hiện tại cái hội chúng đây là có 5 người ngồi thính pháp từ cùng với quý vị từ lúc nãy tới giờ. Và cũng xin Tam Bảo hộ trì cho tất cả quý vị có mặt ở trong diễn đàn cũng như là có mặt ở tại cái chùa Tứ Phương Tăng luôn luôn cũng được cái sự an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nuhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuhavena sada sati bhavantu te. Tất cả các báo ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya ni wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te
cha la bu cha ye pi cha an đa sam ba wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba tít cha tê sắp về pi đục khát xa kha trần tu sẵn kha dân thà tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga na sẵn khô hồ tu sa mắc vô hoa ác thả gia cha hi ta gia cha âm hề rắc khan tu sắp thẩm mô sắp về pi thẩm ma cha ri nô Uất thiêm sâm pa vu ni ya ma tham ma ri ya ba we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào cũng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.